là không được bỏ cái chữ Ngụy. Bởi sự thật luôn luôn phải là sự thật. Chúng ta không vì bất cứ một kẻ nào hay bất cứ một thế lực nào mà phải làm vừa lòng họ. Cho nên người dân từ xưa tới nay cũng đã gọi cái chính quyền tay sai của Ngô Đình Diệm, của Nguyễn Minh Thiệu là ngụy quyền ngụy quân, và thực chất nó là ngụy quyền ngụy quân. Tuy rằng những kẻ cầm đầu của chính quyền tay sai và những cái bè lũ tay sai này luôn luôn tuyên truyền rằng những cái chính quyền tay sai này là đại diện chân chính, là người đại diện cho người dân miền Nam. Nhưng như đã nhiều lần Trần Ngơ nhấn mạnh về vấn đề này, bọn chúng thực chất chỉ là một chính quyền đánh thuê, là tay sai, là chó săn cho thực dân và đế quốc. Kể cả cái chính quyền quốc gia Bảo Đại mà họ thường tự hào rằng họ thừa kế cái chính quyền đó, thì thực chất cái chính quyền Bảo Đại lại còn bù nhìn hơn cả cái sau này nữa. Bởi vì thực chất chỉ có một vài kẻ mượn danh kẻ làm quốc trưởng, người là thế nọ thế kia, chứ thực ra không có một cái chút quyền hành hay có một cái gì. Rồi thậm chí còn có kẻ mượn danh rằng là cái lá cờ vàng ba sọc này nó được tiếp nối từ đời vua Thành Thái. Ý muốn nói là cái lá cờ này nó còn xuất hiện trước lá cờ đỏ sao vàng của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng thưa các bạn, lá cờ xuất hiện trước hay là xuất hiện sau, theo suy nghĩ của Trần Ngơ, nó không quan trọng bằng cái lá cờ đó có thực sự đại diện cho dân tộc mình hay không, có thực sự là lá cờ đại diện chân chính cho một quốc gia hay không, cái đó mới là vấn đề. Chúng ta thử nhìn lại xem, ở dưới lá cờ ba sọc đó là những ai. Nói một cách ngắn gọn thì nó chỉ toàn tập hợp được những bè lũ tay sai, những kẻ có dã tâm sẵn sàng làm chó săn cho ngoại bang. Còn nếu nói xa hơn, mà những kẻ ba sọc thường tự hào rằng nó xuất hiện trước lá cờ đỏ sao vàng, thì thực chất nó chỉ đại diện cho một triều đại phong kiến thối nát, hèn nhát, đã dâng cản giang sơn gớm vóc này cho thực dân Pháp. Cho nên từ ngày có cái lá cờ vàng ba sọc này thì đất nước Việt Nam chỉ là sự tủi nhục của thân phận của một quốc gia, thuộc địa và người dân thì chỉ là thân phận của những kẻ nô lệ. Như vậy có thể khẳng định rằng cái lá cờ vàng ba sọc này cho dù nó xuất hiện trước nhưng chưa bao giờ nó là đại diện cho nhân dân Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống quật cường chống giặc ngoại xâm. Bây giờ chúng ta thử nhìn lại lá cờ đỏ sao vàng của chúng ta. Tuy chính thức xuất hiện năm 44-45 gì đó, về cái chính xác thì Trần Ngơ cũng đại khái được cái khoảng đó. Nhưng nó đã tập hợp và quy tụ được những người con ưu tú của dân tộc. Đó là những người đảng viên trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Hẳn mọi người đều biết cái giai đoạn đó là để tồn tại và hoạt động, để vận động được quần chúng thì những người đảng viên phải chịu trăm cây ngàn đắng, thậm chí tên họ thật cũng không dám gọi mà phải thay tên đổi họ, rồi hoạt động trong sự lùng sục bố rác của những kẻ xâm lược, bục của những tên chó săn, tức là những kẻ tay sai. Nhưng bởi vì lý tưởng của họ, đường lối của họ được người dân ủng hộ, bởi nó phù hợp với lòng dân, nó mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, cho nên người dân đã ủng hộ và đi theo họ từ ngày họ thành lập đến nay. Tính đến năm nay đã là 88 năm. Và chúng ta phải thừa nhận rằng những thành quả mà những người cộng sản cùng nhân dân Việt Nam chúng ta đạt được là một cái thang rất dài mà chúng ta cứ tiến lên. Tức là ngày hôm nay lại mạnh hơn ngày hôm qua, ngày hôm nay lại uy tín với thế giới hơn ngày hôm qua,
Đó là điều không phải nhân dân Việt Nam chúng ta mà nhân loại trên thế giới này cũng đều phải thừa nhận. Nhưng với bản chất làm chó săn, bản chất phản dân hại nước, những kẻ làm tay sai tay giặc và sau này là hậu duệ và một số kẻ thoái hóa biến chất đang có âm mưu vực dậy cái thây ma chó săn đã bị chúng ta đập chết từ năm 75 bằng những luận điệu, bằng những âm mưu vô cùng thâm độc. Mà một trong những hành động đó, Trần Ngơ cho rằng đó là những lời nói của tên giáo sư Trần Đức Cương và tên giáo sư Nguyễn Nhã, và để lòe bịp tung hỏa mù trước dư luận quần chúng. Cho nên Trần Ngơ kịch liệt phản đối là lý do đó. Các bạn vừa nghe những ca khúc mà Trần Ngơ mời quý vị nghe, đó là bài Giải phóng miền Nam. Chúng ta có thể coi như là lời quốc ca của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Nhưng thực ra như Trần Ngơ đã nói, mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam hay chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thì cũng là những người cộng sản Việt Nam, cũng là dân tộc Việt Nam, những người cộng sản đã vận dụng một cách vô lực cùng linh hoạt trong chính sách mà bây giờ chúng ta gọi nôm na là hai trong một, tuy hai mà một. Và cũng hiểu và cũng dễ dàng chấp nhận. Đó là những người lãnh đạo trong mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, trong chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, họ đều là những đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và những chiến sĩ quân giải phóng miền Nam với những chiếc mũ tai bèo thân thương chẳng là hiền lành như vậy. Thực chất họ cũng là chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Và đó là cái hai trong một tuyệt vời của những người cộng sản Việt Nam trong một giai đoạn nhất định. Và lời ca của bài Giải phóng miền Nam các bạn vừa nghe, câu đầu tiên, giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bắt nước. Lúc nào cất lên nó cũng như một lời hiệu triệu, như tiếng kèn xung trận. Nó đã đi theo bước chân của những người chiến sĩ, của những người du kích, của nhân dân ta ở khắp mọi miền, cho dù đó là làng mạc, phố phường hay rừng sâu núi thẳm, thì mỗi lần họp mặt, thậm chí là một người cũng vẫn thường cất lên ca khúc này. Và những lời hát như một lời hịch đã thôi thúc và như tiếp thêm sức mạnh cho những chiến sĩ quân giải phóng, cho toàn bộ nhân dân chúng ta để thực hiện thành công một giai đoạn cách mạng vô cùng gian khổ nhưng đầy hào hùng và vinh quang. Đó là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng miền Nam để thống nhất đất nước. Và điều này Trần Ngơ tuy chưa bao giờ được là một người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng Trần Ngơ vô cùng khâm phục và tin tưởng vào những người Cộng sản Việt Nam, bởi vì cái bất biến của họ đó là giành độc lập, tự do, thống nhất cho Tổ quốc và xây dựng đất nước ngày một tươi đẹp hơn, ngày một vững mạnh hơn. Và họ đã, đang và sẽ làm tốt điều này. Trần Ngơ tin tưởng như vậy. Và chính vì sự tin tưởng đó, Trần Ngơ càng tin tưởng vào họ không thể phản bội lại những người chiến sĩ, những đồng bào đang nghe theo lời hiệu triệu giải phóng miền Nam. Chúng ta cùng quyết tiến bước diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bắt nước để mong muốn làm vừa lòng một ai đó, như tên Trần Đức Cường đã tuyên bố. Niềm tin này vô cùng có cơ sở và vô cùng vững chắc. Chứ Trần Ngơ không phải là không biết mục tiêu rồi, không biết gì. Trần Ngơ khẳng định như thế. Và Trần Ngơ tin rằng những người cùng quan điểm với Trần Ngơ đều tin tưởng như Trần Ngơ.
Và sự tin tưởng này là có cơ sở vô cùng vững chắc, là niềm tin vào những người Cộng sản Việt Nam.